cùng theo dõi bản tin Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 22 tháng 5 với những nội dung đáng chú ý sau đây. Không ca mắc COVID-19, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn. Toàn cầu ghi nhận gần 334.000 người chết vì nCoV. Tổng thống Trump đã chịu đeo khẩu trang. Philippines đính chính thông tin trải qua làn sóng COVID-19 thứ hai. Hơn 300 vụ ho khạc nhổ tấn công người thực hiện nhiệm vụ tại Anh. Mẹo giúp bạn tránh bị sốc nhiệt điều hòa mùa nắng nóng. Trước khi vào nội dung chính của bản tin, các bạn đừng quên subscribe kênh để xem những video thú vị tiếp theo của kênh nhé! Sáu giờ sáng ngày 22 tháng 5, Bộ Y tế thông báo Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy đến nay, nước ta ghi nhận 324 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Riêng trường hợp bệnh nhân số 91, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết đã có một đề nghị tài trợ chuyển bệnh nhân về nước. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng của bệnh nhân phụ thuộc vào ECMO, không thể di chuyển xa. Việc chuyển bệnh nhân về nước chỉ tính đến khi sức khỏe của bệnh nhân đủ điều kiện. Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, các chuyên gia y tế cho rằng điều đáng mừng là sau hơn một tháng, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Chúng ta đã dập tắt các ổ dịch. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam là hiện hữu. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu không được mất cảnh giác, chủ quan, lơ là, không được có tâm lý coi như đã hết dịch. Thế giới ghi nhận gần 334.000 người chết do nCoV trong gần 5,2 triệu ca nhiễm. Tất cả 50 bang của Mỹ đã nới lỏng phong tỏa, nhưng với những biện pháp không đồng đều. Nga ghi nhận thêm 8.849 ca nhiễm nCoV mới, tăng trở lại so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 317.554, trong đó có 3.099 người chết. Nga đã nới lỏng các biện pháp hạn chế để ngăn nCoV, nhưng khuyến cáo người dân đeo găng tay và khẩu trang khi ra khỏi nhà, tránh tụ tập đông người ở nơi công cộng. Tây Ban Nha báo cáo thêm 593 ca nhiễm và 52 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 280.117 và 27.940. Chính phủ ra nghị định yêu cầu người từ 6 tuổi trở lên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng không thể thực hiện giãn cách xã hội. Tình trạng khẩn cấp ở Tây Ban Nha sẽ hết hạn vào ngày 23 tháng 5, nhưng Thủ tướng Pedro Sanchez muốn gia hạn thêm 2 tuần nữa. Ngày 21 tháng 5, ông Trump đã đi thăm nhà máy Ford ở Michigan, nơi đang sản xuất máy thở và các thiết bị bảo hộ y tế trong cuộc chiến COVID-19. Hãng thông tấn AFP bình luận hóm hình, cuối cùng thì Tổng thống Mỹ cũng đã vượt qua ác cảm đeo khẩu trang để phòng chống virus corona, nhưng vẫn chưa chịu cho chụp hình. Tổng thống Mỹ chưa bao giờ xuất hiện với chiếc khẩu trang trên mặt ở nơi công cộng, điều khiến ông bị chỉ trích bởi một số báo đài Mỹ bên cạnh các tuyên bố gây tranh cãi như uống thuốc sốt rét để ngừa COVID-19. Tôi có đeo khẩu trang rồi, tôi đeo nó ở đằng sau chỗ này, nhưng tôi không muốn tạo niềm vui cho báo chí khi nhìn thấy nó. Ông Trump giải thích. Tuy nhiên cuối cùng, ai đó trong nhà máy đã chụp được bức ảnh ông Trump với chiếc khẩu trang trên mặt và đã tung lên mạng xã hội Twitter. Bộ Y tế Philippines ngày 21 tháng 5 phải xin lỗi vì gây ra nhầm lẫn sau khi Bộ trưởng Y tế nước này tuyên bố Philippines đang trải qua làn sóng bùng phát dịch COVID-19 thứ hai. Hôm 20 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines Francisco Duque thông báo với các nhà làm luật nước này rằng Philippines đã trải qua đợt dịch bệnh đầu tiên từ tháng 1 sau khi 3 du khách Trung Quốc được xác nhận dương tính với virus. Ông Duque cho biết làn sóng COVID-19 đầu tiên này đã dần lắng xuống, nhưng đến cuối tháng 3, con số này đã tăng lên hơn 10.000 ca nhiễm. Theo ông, đây là làn sóng COVID-19 thứ hai của Philippines. Trong buổi họp báo trực tuyến ngày 21 tháng 5, Giám đốc Y tế Philippines đã phải đính chính lại rằng quốc gia này vẫn đang ở trong đợt bùng dịch đầu tiên, xuất phát từ hiện tượng lây nhiễm trong cộng đồng tại địa phương. Philippines từng trở thành ổ dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên đến nay, biểu đồ ca nhiễm của nước này bắt đầu đi ngang, số ca nhiễm mới cũng duy trì ở mức 220 ca một ngày. Trong tháng đầu tiên áp dụng lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19 từ virus corona chủng mới, lực lượng công tố Anh CPS đã ghi nhận hơn 300 vụ tấn công nhắm vào cảnh sát và nhân viên y tế. Theo CPS, những kẻ tấn công thường ho, khạc nhổ vào nhân viên y tế hoặc cảnh sát sau khi dọa mình đã nhiễm virus. Nước Anh áp dụng các biện pháp phong tỏa từ ngày 23 tháng 3. Số liệu từ CPS về các vụ truy tố được cập nhật đến cuối tháng 4. Tổng số ca COVID-19 của Anh tính tới hôm nay là 250.908 ca nhiễm, trong đó có 36.042 người tử vong.
Trong những ngày nắng nóng kỷ lục, điều hòa trở thành cứu cánh cho mọi đối tượng để chống lại thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong nơi có điều hòa khiến người sử dụng điều hòa bị sốc nhiệt. Sốc nhiệt điều hòa rất nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em và những người thể trạng yếu. Vì vậy, để tránh phòng chống sốc nhiệt khi sử dụng điều hòa, bạn cần phải lưu ý: không vào phòng lạnh ngay khi đi nắng về, không để nhiệt độ quá thấp, duy trì nhiệt độ phòng ở mức 25-28 độ C, bật quạt thông gió khi sử dụng điều hòa. Trước khi đi ra ngoài, nên tăng nhiệt độ điều hòa.